Trà My, nơi có dòng sông Chanh chảy xuôi về Thu Bồn. Hôm nay chúng tôi đồng hành cùng đoàn làm phim Mẹ Thu Bồn của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tìm đường lên đỉnh Ngọc Linh. Ngọn núi cao 2.589 mét được mệnh danh là nóc nhà của miền Trung Việt Nam. Với đoàn bạn là tìm về mạch nguồn dòng sông Mẹ Thu Bồn, còn đối với chúng tôi đơn giản là chuyến dã ngoại lên non tìm cũ sông rừng. Những tuyến đường yêu thương gợi bao niềm khát vọng, sức sống tuổi xuân đang gọi ta đâu quản những gian nan. Do được thông báo từ trước đường lên Ngọc Linh vô cùng phức tạp nên tại thác bỏ trung tâm huyện lỵ Nam Trà My, chúng tôi lên chiếc xe tải ba cầu khởi hành từ lúc tờ mờ sáng để cho kịp chuyến hành trình. Núi đứng treo leo, chiếc xe tải khỏe mạnh vẫn phải y ạch lăn bánh cả buổi sáng, nhưng cũng chỉ đưa chúng tôi đi mới nửa chặng đường. Đoạn còn lại, chúng tôi đành phải chậm rãi ung dung men theo lối mòn giữa rừng sâu, vượt qua nương rẫy, trèo qua dốc đứng lưng trời, đi mãi suốt cả ngày ròng mới tới được nơi cần đến, làng Măng Lùng. Nam Trà My, sừng sững Ngọc Linh, in dòng sông Chanh và bao thác gợi. Làng Măng Lùng có ba nóc gồm Măng Lùng, Cô Pin và Tắc Ngo, nằm trên độ cao 2.500 mét, lưng chừng gần đỉnh Ngọc Linh. Đây là nơi quần cư của hơn 120 hộ với gần 600 nhân khẩu. Bà con đồng bào người Xê Đăng sinh sống từ bao đời nay bằng việc phát đốt chọc tỉa, trồng ngô trên nương rẫy và làm ruộng lúa nước bậc thang. Nhờ đó, họ đã tự đảm bảo lương thực tại chỗ, có cái ăn no bụng. Măng Lùng theo tiếng Xê Đăng là mây trắng giăng giăng, nghĩa là vùng đất nghiêng lưng chừng trời xanh này, mây trắng dần bay che phủ quanh năm, tạo nên cảnh quan mờ mờ ảo ảo, thật thật hư hư, đẹp như một cảnh trong phim giả trang kiếm hiệp. Hôm nay đang vào mùa hạ, có chút nắng vàng, nhưng vùng cao Măng Lùng vẫn giữ nhiệt độ se se lạnh vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm. Đối với chúng tôi, cái lạnh dao động từ 8 đến 15 độ là một thử thách. Mọi sinh hoạt đều phải dùng nước nóng và lửa để sưởi ấm. Đêm ở Măng Lùng, bên bếp lửa hồng, hai bên chén rượu cần thơm lừng hương liệu lá sâm, được bà con đồng bào Xê Đăng chưng cất, ngâm ủ cẩn thận, dành để đại khách quý khi đến thăm nhà. Trong không khí ấm nồng, sự cởi mở chân thành của những tấm lòng hiếu khách, đầy nghĩa tình bạn hữu, hòa quyện với men rượu nồng say, chúng tôi mau chóng hòa cuộc với bà con, hàng huyên tào lao bao chuyện, lớn nhỏ buồn vui trên đời, thâu đêm, suốt sáng. Qua chuyện trò, bà con đồng bào nơi này cho biết, do nhiệt độ xa lạnh, độ ẩm ướt luôn ở mức cao, cộng với không khí trong lành đến tinh khiết của rừng nguyên sinh, thảm thực vật đầy rễ phủ được phân hóa theo thời gian, tạo nên độ mùn tơi xốp, để cho cây sâm rừng mọc tự nhiên tại vùng đất này có điều kiện phát triển, hấp thu tinh túy đất trời, cho ra những củ sâm mang đầy đặc tính riêng có, được xếp hạng vào loại thần dược. Với bà con Xê Đăng ở Măng Lùng, cây sâm là cây thuốc dấu từ bao đời nay, không những giúp họ chữa khỏi bao nhiêu bệnh tật, mà còn tạo nên sự mạnh mẽ của đàn ông và sự duyên dáng đến hút hồn của phụ nữ miền Sơn Cước. Sự phân bố sâm rừng, cây thuốc dấu đến các vùng khác là sự di thực cây sâm của bà con đồng bào về cách làm cây thuốc cho gia đình. Từ đó cây sâm được nhân rộng ra các làng nóc lân cận. Nhưng cây sâm, cây thuốc dấu ở vùng đất Măng Lùng, nơi nó tự sinh ra, vẫn có đặc tính nổi trội hơn về hàm lượng vi chất có trong rễ củ. Từ ngày củ sâm rừng, cây thuốc dấu, theo cách gọi nôm na của bà con, hay cây sâm Ngọc Linh, theo cách gọi báo đài quảng bá, lăng xê,
thì củ sâm rừng nơi này trở thành cây dược liệu đặc dụng quý hiếm, có giá trị kinh tế rất cao, nên bà con sẽ đang dùng Măng Lùng, xã Trà Linh, nơi mà địa hình cách trở, xa lắc, xa lơ, có nhiều khó khăn, đã có thêm nghề mới để tăng thu nhập, làm giàu chính đáng. Đó là phát triển vườn rừng trồng sâm. Hôm nay chúng tôi được chủ của vườn sâm Nguyễn Thanh Lượng, một thanh niên cần mẫn, thông minh, tháo giác và cởi mở, dẫn chúng tôi vào vườn sâm và được phép cùng anh chăm bón cho cây. Đây là một sự phá lệ đặc cách chỉ dành riêng cho đoàn làm phim chúng tôi. Bởi với họ, khi đã gọi là cây thuốc dấu, là mọi thông tin về nơi sinh trưởng của nó phải được giấu kín, chỉ người trong gia đình mới được biết. Dưới tán lá rừng nguyên sinh, những cây sâm 3 năm tuổi được quy hoạch thành từng luống, chăm bón, bảo vệ cẩn thận, đang sinh trưởng rất tốt. Nhánh cây xòe ra 5 lá tươi non mơn mởn, phía trên cho ra hoa quả. Phía dưới gốc, lớp đất muồng tơi xốp tạo dưỡng chất cho những củ sâm lớn dần theo kỳ vọng của chủ vườn. Mà khi diện tích như là ở đây thì như là có chừng này, nhưng mà ngoài kia vườn có thuê công nhân làm thì như là đang bỏ diện tích, mà tổng diện tích như là đất đó thì như là đang khoan bảo vệ rừng thì như là trên 3 hectare. Còn đất từ cái mà rừng già trên đó thì như là trên 10 hectare bảo vệ tới đến. Như là riêng gia đình tôi thì như là bây giờ thì như là nhỏ thì không có, vừa to nhỏ, nói chung thì như là cho là 20, mà năm nay thì như là chưa tính cái hạt bây giờ. Năm nay bao nhiêu hạt? Năm nay cũng được trên 10.000. Theo anh Lượng, đây là một trong 3 vườn sâm của gia đình anh sở hữu, nằm rải rác dưới tán rừng nguyên sinh Măng Lùng, với khoảng 20.000 cây sâm từ 3 đến 10 năm tuổi. Trong đó, có khoảng 7.000 cây từ 5 đến 10 năm tuổi đang vào kỳ thu hoạch. Thời giá hiện tại bình quân 40 triệu đồng trên 1 kg củ sâm tươi, thì anh Lượng có trong tay gần 6 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được nâng lên cấp số cộng khi anh để vườn sâm càng già 5 tuổi. Ông chủ vườn sâm trẻ tuổi Nguyễn Thanh Lượng là người đầu tiên sáng tạo ra cách dâm ươm cây sâm con từ cũ, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Thông thường cây sâm được ươm trồng từ hạt nên sinh trưởng chậm, tỷ lệ cây sống đạt 80%, nhưng phải chờ từ 7 đến 10 năm mới cho củ đủ tiêu chuẩn chất lượng để thu hoạch. Còn với cách ươm cây trồng của anh Lượng thì tỷ lệ cây sống đạt 100%. Cây sâm sinh trưởng nhanh, chỉ cần 5 năm là cho củ đạt chất lượng thu hoạch. Cách làm này của anh đang được nhiều hộ đồng bào học tập làm theo. Ở Măng Lùng, xã Trà Linh, thuộc vùng đất nghiêng Nam Trà My, cây sâm rừng, cây thuốc dấu hay cây sâm Ngọc Linh theo cách gọi phổ thông đã nổi tiếng không chỉ trong nước mà vươn xa ra nước ngoài về tính dược trội, hàm lượng vi chất có trong rễ cũ. Nguồn gen quý hiếm của nó đang được Trạm Dược liệu Quảng Nam bảo tồn phát triển dưới tán rừng nguyên sinh rộng hơn 3 hectare từ 20 năm nay. Nhờ đó, đủ sức cung cấp cây giống cho bà con đồng bào nhân rộng ra các vườn sâm khắp địa bàn. Hôm chúng tôi lên đỉnh Ngọc Linh cũng là lúc huyện Nam Trà My đang xây dựng đề án phát triển cây sâm. Hy vọng bằng cách làm này và cùng với ý thức bảo tồn và phát triển cây sâm của các hộ đồng bào Xê Đăng như anh thanh niên Nguyễn Thanh Lượng, cây sâm rừng, cây thuốc dấu sẽ không còn dấu nữa, mà nó sẽ trở thành sản phẩm dược liệu mang tính hàng hóa được mọi người biết đến, là loại sâm quý hiếm số 1 của Việt Nam và thế giới. Lên núi Ngọc Linh, sâm chúng con đó mai đây sẽ đi mọi nơi. Lên Nam Trà. Sau 3 ngày lội suối trèo non tìm củ sâm rừng trên sườn núi Ngọc Linh, chúng tôi được trải nghiệm nhiều điều thú vị cuộc sống miền sơn cước. Chúng tôi không chỉ được tận tay chăm bón cây sâm
mà còn cùng ăn, cùng uống, cùng nhậu rượu sâm. Không hiểu sâm đã ngấm vào máu thịt, làm tiêu tan mọi mệt mỏi, hay sâm đã làm cho làn da phụ nữ miền sơn cước thêm ửng hồng, càng ngắm nhìn càng bị sút hút thôi miên, xoa tiêu tan mọi nỗi lo toan cuộc sống. Theo tôi, tất cả cảm giác ấy đều có trong mỗi người trên đường về xuôi. Ôi Nam Trà My ngàn yêu ngàn hương, có xây cho đời đẹp.